Thưa quý vị và các bạn, chủ đề của tháng hành động phòng chống HIV aids năm nay là cùng hành động để kết thúc dịch S. Để làm được điều đó thì việc thay đổi những nhận thức sai lầm của cộng đồng về bệnh và người có H gọi tắt của HIV là vô cùng quan trọng. Phóng sự thực hiện như ngày thế giới phòng chống bệnh S mùng 1 tháng 12. Hơn 20 năm chung sống với HIV, đã có lúc anh T ở huyện ân Thi tưởng mình không vượt qua nổi vì sự kỳ thị của những người xung quanh, nhưng rồi kiên trì điều trị bằng thuốc ARV được các bác sĩ tư vấn về bệnh mà nhiều năm nay anh T đã có cuộc sống bình thường như bao người khác. Là dân mọi nơi đấy, đều dị nghị về cái bệnh này nhiều lắm, cũng tiêu cực lắm nhưng mà cũng cố sống đến 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 lúc có ARV này thì nó khỏe mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ thì cảm tưởng coi như người bình thường. Hưng Yên hiện có gần 900 người có hát, trong đó có hơn 500 người có hát đang điều trị ARV, mang lại cuộc sống khá ổn định. Nhưng trong cộng đồng vẫn còn nhiều nhận thức sai lầm về bệnh như lây qua đường ăn uống, mẹ nhiễm hắt thì chắc chắn con sinh ra có hát. Điều này gây ra sự kỳ thị phân biệt đối xử với những người có hát. Chính vì vậy rất cần truyền thông mạnh mẽ để thay đổi nhận thức. Nhiều hình thức truyền thông khác nhau xuống từng địa phương, cụm dân cư, về các trường học để mọi người hiểu hơn về bệnh. Chúng tôi thực hiện các giải pháp tuyên truyền nhằm thay đổi cái nhận thức của cộng đồng và những người à, nhiễm hắt Đấy, với những người có hắt mà tiếp cận với ARV và tuân thủ điều trị theo pháp đồ càng sớm càng tốt thì khả năng lây nhiễm ra cộng đồng thì rất là ít và họ vẫn phải sông, sinh sống và sinh hoạt như những người bình thường theo nghiên cứu của khoa học bây giờ thì với những người nhiễm hắt thì dưới 200 bản sao copy trên một miếng máu ấy, hoặc là dưới ngưỡng phát hiện thì không còn khả năng lây qua đường tình dục. Người mà người ta điều trị đến 20 năm nay rồi, người ta vẫn sống và khỏe mạnh bình thường. Trước đây nói HIV tôi rất sợ, mà nhìn những người mà bệnh HIV là mình thấy là xa lánh người ta. Là cái kiểu như là mình cảm thấy là nói chuyện bằng lời thì nó truyền sang. Nhưng qua những lớp tập huấn tôi cảm thấy là không quay thường được những người nhiễm HIV. Ta phải gần gũi người ta và để thuyết phục người ta lắm bắt được và người ta uống thuốc phòng để trừ các loại bệnh tại tỉnh ta các bệnh nhân có hát được hỗ trợ tối đa để điều trị arv thuốc arv được thanh toán qua bảo hiểm y tế bệnh nhân nào chưa có bảo hiểm y tế cũng được hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế giảm bớt cánh nặng kinh phí yên tâm điều trị arv suốt đời vì vậy điều quan trọng nhất là cộng đồng thay đổi nhận thức để người có hát tự vượt qua rào cản tiếp cận với các phương pháp điều trị có như vậy sẽ góp phần thực hiện thông điệp ca bằng ca nghĩa là không phát hiện không lây truyền